Sư Tử Gỗ hôm nay giới thiệu đến các bác tác phẩm Chim Phượng Hoàng Lửa được chế tác từ chất liệu gỗ trắc đỏ đen. Tác phẩm có kích thước cao 52, rộng 76 và sâu 34. Và tác phẩm được chế tác đục tay hoàn toàn trên nền chất liệu là gỗ trắc đỏ đen, được chạm khắc rất kỹ, tỉ mỉ từng chi tiết một. Và gỗ trắc đỏ đen là một trong những chất liệu gỗ thuộc nhóm 1A hiện nay và được rất nhiều các đại gia săn đón. Và Phượng Hoàng là vua của các loài chim, tượng trưng cho sự thanh cao, tôn quý và bất tử. Bên cạnh đó là khóm hoa phù dung đang nở rộ, đem lại một sự sang trọng và thể hiện được nét đẹp của người phụ nữ. Và khi trưng bày tác phẩm này ở trong không gian phòng khách hay phòng làm việc thì đem lại rất là nhiều ý nghĩa tuyệt vời. Đầu của chim Phượng Hoàng tượng trưng cho trí tuệ sáng suốt, tấm lưng vững vàng tượng trưng cho cách đối nhân xử thế khéo léo, đôi cánh to rộng thì tượng trưng cho trách nhiệm và nghĩa vụ, và ngực của chim Phượng Hoàng thì sẽ tượng trưng cho đức hạnh, lòng nhân đạo, và cuối cùng là bụng thì sẽ tượng trưng cho niềm vững chắc. Và trong văn hóa Á Đông thì Phượng Hoàng được xếp thứ tư trong tứ linh là hiện thân của lửa. Chính vì vậy mà Phượng Hoàng Lửa làm mặt trời mùa hạ ấm áp chói chang niềm vui. Và ngoài ra thì khi mà trưng bày những tác phẩm này ở trong nhà còn đem đến được một cái sự đẳng cấp của gia chủ. Và tác phẩm này hơn thế nữa còn đem đến một sự uy tín, một sự trách nhiệm thăng tiến ở trong công việc, đặc biệt là rất là thích hợp cho những bác làm về kinh doanh. Và được di dân làm rất là kỹ từ những chi tiết nhỏ, đây chắc hẳn sẽ là một trong những tác phẩm mà đáng để sưu tầm. Và nếu như các bác chúng ta quan tâm đến tác phẩm này, hãy liên lạc với em qua số hotline 034-605-9999 hoặc 0868-688-137 các bác nha. Và xem xong video, các bác ấn like video và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều tác phẩm bên em hơn. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bác rất nhiều.